Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Góp phần giúp người dân hiểu đúng và có cách phòng tránh dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, thương hiệu Tom Jacks thuộc tập đoàn NS Blue Scott Việt Nam đến từ Úc đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề khử trùng tin tức, hiểu YouTube, Facebook của Tom Jacks để mọi người có thêm kiến thức, hiểu đúng về COVID-19 và học cách phòng tránh dịch bệnh từ bác sĩ chuyên môn cùng một số lưu ý quan trọng cho người dân khu vực nông thôn, hướng dẫn tự làm khẩu trang và nước rửa tay tại nhà. Ngoài ra, Tom Jacks đã phối hợp với hệ thống 150 đại lý ủy quyền trên cả nước, dành tặng 10.000 hộp chống dịch 3-trong-1, gồm khẩu trang, nước rửa tay và ống vitamin C dạng uống tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp bảo vệ sức khỏe trong tình hình dịch bệnh hiện nay.